À, mình xin giới thiệu là đây là nguyên liệu mình mới tách xong, hạt mắc ca có tác dụng là sinh tinh và làm cho tinh trùng bơi nhanh hơn để vào xâm nhập vào trứng. Hạt mắc ca là một trong những hạt mắc tiền là hoàng hậu của tất cả loài hạt, có tác dụng tốt cho tinh trùng. Các bạn tinh trùng yếu thì các bạn sử dụng bột dinh dưỡng nội tiết nam do thực phẩm Đức Phú sản xuất. Từng này mình mua chưa bóc thì 1 triệu mà bóc ra còn chừng này. Các bạn tinh trùng yếu thì các bạn sử dụng ngũ cốc nội tiết tố của nam nha. Rồi, xin chào.